sốc cho các chị em đã hồi tâm và quyết định giữ lại các bào thai. Thì hiện tại chúng con nghe nói là Nhóm Bảo Vệ Sự Sống có khoảng 2-3 căn nhà gì đó và là mái ấm tình thương để giúp cô mang các chị em. Như vậy thì xin cô cho chúng con biết rằng cái số lượng các bà mẹ và em bé đã được cô mang trong các mái ấm này trong thời gian qua khoảng bao nhiêu? Nếu mà tính là về lúc mà cô mang đến bây giờ, kể cả trong mái ấm và ngoài mái ấm thì cũng phải khoảng trên 8 tuần. Trên 8 tuần. Đó là một con số đáng thảo luôn, đã có đến khoảng 800 trường hợp đã được cứu mạng. Thưa cô, xin cô nói sơ qua cho chúng con biết về mục đích của riêng cần cái mái ấm hay là mái ấm nào cũng như không ạ? Bây giờ nói là cái mái ấm số 1 đi, là cô mang với chị em mà lầm lỡ mà không có gia đình, chưa có gia đình nhé, chưa có chồng đấy, nó đi vào Sài Gòn làm ăn rồi lầm lỡ có thai, chưa thể cho gia đình biết được, thì trong thời gian mà họ cần bố gia đình thì cho họ ở cái mái ấm đó, đến khi mà họ được sanh được 2 tháng ấy, thì có thể là họ liên lạc với gia đình hoặc là chính những người phụ trách và các cha cũng sẽ liên lạc với gia đình để xem gia đình có đón nhận họ về được hay không. Nếu mà họ đón nhận được thì đó là một điều may cho đó. Còn nếu mà chưa thể về được cái gia đình thì sẽ chuyển qua cái căn nhà thứ hai ở. Thì căn nhà thứ hai ở thì sẽ cứu mang các bà mẹ và con bé đó cho đến khi nó chứng cát hoặc 6-7 tháng đó, thì nó bà mẹ gửi con đi làm được, thì mẹ con là nguyên nhân nó thì 6-7 tháng thì khi mà làm đi làm được rồi thì các chị em cũng là phải ra trường ra trường để con đứa khác vô đúng không ạ? Cô ơi, con muốn hỏi thêm là tại vì rất là nhiều cái ca phá thai hoặc là rất là nhiều cái ca muốn giữ lại con vân cần phải giúp dạy, trong khi mình chỉ có đến 2-3 mái ấm gì đó thôi, số lượng của mình cũng rất là giới hạn về tài chính, về nhân lực vân vân. Như vậy thì không biết những người mà được chọn thôi trong mái ấm ở, họ có phải có điều kiện gì không ạ? Họ có phải là người có đạt, xét thì như thế nào để mình đưa vào? Trước khi mình nhận họ vào mái ấm á, thì mình cũng điều tra, tức là mình không phải nói điều tra thì hơi gì ấy, mà mình phải nói mình cũng là xem xét á, một cách kín đáo, thì mình cũng hỏi thăm các cha xứ ở nơi đó, xem có đúng là nó ở đó hay không, đúng là cái người đó mà ở đó là đúng rồi. Thì cái này mình giúp họ không phân biệt tôn giáo. Như vậy thì họ có phải đóng một khoản phí nào hay là mình hỗ trợ tối đa cho họ? Cái này mình hỗ trợ tối đa cho họ. Vậy thì con cũng thắc mắc thêm là không biết để mà cộng tác vô trong cái việc trợ giúp cho các mái ấm thì có những cái ân nhân nào, những cái hội từ thiện nào có cộng tác với những mọi người sự sống? Có hội Bác Ái Francisco, công ty sữa bé Hà Lan. Vâng, phải là những cái doanh nghiệp của hội Bác Ái. Và qua chương trình này thì chúng tôi cũng mong ngày càng có nhiều người biết quan tâm đến những cái mái ấm như thế này và lại tiếp tục góp sức, góp tinh thần, góp của để có thể tiếp tục cái ước vọng rất là tốt đẹp của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống. Vâng, chúng tôi rất là vui khi mà hôm nay được đến đây đến một cái mái ấm được gặp gỡ và nói chuyện sinh hoạt chung với các chị, những người mẹ trẻ và đã là những người mẹ rất là dũng cảm và đáng trân trọng vì đã quyết định giữ lại đứa con của mình, và những người mẹ đã hy sinh rất là nhiều vất vả. Chúng ta ai cũng biết là nuôi một em bé như thế này thì nó là rất là nhiều, nhưng mà mẹ đã hy sinh cái lợi ích riêng của mình để mà có thể nuôi con. Thì tôi quan sát ngay trên gương mặt của các chị rất là tươi cười, thật là may mắn đã có một chị muốn có chia sẻ với các bạn trẻ những cái tâm trạng của mình khi được mang kiến thức của người mẹ như thế nào. Xin chào chị, chị ơi, chị có thể cho em biết là khi là cái mình có thai và như vậy thì
là biết đó, là ông muốn bỏ con đi. Tại vì mình thương mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi bỏ nó đi á, thì sau này á mình ký nó thì không nghe. Cũng như là đi á, từ lúc hai đã mình đã khổ rồi mà mình không muốn khổ nữa. Nó thì là không muốn nó cho mất mẹ một lần nữa, thì nó đã mất cha rồi mà mất mẹ nữa thì tội cho nó. Thì mình muốn giữ nó lại á, là vì những người mà người ta, cái người mà ta không có con á, người ta rất là quý con, thì mình cũng nghĩ như vậy đi. Khi mình thấy nó như là cũng rất là quý, khi mà mẹ của mình thương mình thì cũng có thể là thương con của mình đi. Thank you.